Rồi, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em về cái sạc của Hinti. Sạc này sạc mới 100% nha anh em. Những anh em quan tâm liên hệ mình 0962232100. Và cái sạc này là hàng Mỹ về, điện 110. Thì chuyên sạc cho pin 12V. Và cái này nó new 100% từ Mỹ về nha anh em. Hãng Mỹ về. Đó, sẽ đây. Cái này là chuyên dùng cho thợ 12. Thì hôm nay mình về cái sạc này. Đây là cái catalog. Cái mã của nó là C4-1250. C4-1250 ha. Sạc này mới 100%. Ở Việt Nam cũng có độ chế ha, độ chế nó khoảng 600. Thì cái này là cái của hãng. Hàng này sản xuất tháng 11 năm 2022 và hàng new. Đấy. Rồi, sạc cho 4A, 6A thoải mái luôn. Nó là AC 100 đến 127. Nó là 57W. Thì những anh em có pin và máy rồi, anh em nào cần mua sạc thì liên hệ em Tùng 0962232100. Giá của nó là 1,1 triệu. Thì sạc new 100% từ Mỹ về. Anh em quan tâm thì liên hệ em Tùng